bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả tưởng ngã cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tưởng hữu tình tưởng dòng sinh mạng tưởng khả năng sanh khởi tưởng khả năng dưỡng dục tưởng sự trưởng thành tưởng chủ thể luân hồi tưởng ý xanh tưởng nho đồng tưởng khả năng làm việc tưởng khả năng thọ quả báo tưởng khả năng khiến người thọ quả báo tưởng cái biết tưởng khả năng khiến người biết tưởng cái thấy tưởng khả năng khiến người thấy cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có tưởng ngã có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có tưởng hữu tình cho đến tưởng khả năng khiến người thấy có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tưởng ngã cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tưởng hữu tình cho đến tưởng khiến người thấy cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả tưởng thường chẳng phải thường cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tưởng lạc chẳng phải lạc tưởng ngã chẳng phải ngã tưởng tịnh chẳng phải tịnh tưởng viễn ly chẳng phải viễn ly tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có tưởng thường chẳng phải thường có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có tưởng lạc chẳng phải lạc cho đến tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tưởng thường chẳng phải thường cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tưởng lạc chẳng phải lạc cho đến tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả bốn niệm trụ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có bốn niệm trụ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa, nếu nghĩ có bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa, vì sao này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả bốn niệm trụ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa